Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa nỗ lực cứu sống bệnh nhân sốt xuất huyết nặng viêm cơ tim có biến chứng ngưng tim, choáng tim nguy kịch bằng kỹ thuật ECMO. Bệnh nhân là chị HTAN, 26 tuổi ở Cần Thơ, sốt ly bì 6 ngày, liên tục điều trị tuyến dưới không đỡ, được đưa đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng sốt cao, tim loạn nhịp. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành điều trị sốt xuất huyết theo phác đồ với chẩn đoán sốt xuất huyết đen nguy nặng, ngày thứ 7 có viêm cơ tim, suy tim. Các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp viêm cơ tim nên bệnh nhân được chuyển đến khoa hồi sức tích cực, chống độc để điều trị. Tình trạng viêm cơ tim tiếp tục tiến triển nhanh, gây suy tim nặng, sốc tim và ngừng tim. Ba ekip bác sĩ vừa cấp cứu ngừng tim, ngừng thở, thầy thuốc đơn vị nhịp học tiến hành đặt máy tạo nhịp tim tạm thời cấp cứu tại giường. Bác sĩ khoa hồi sức tích cực, chống độc, thực hiện phương pháp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể. Bệnh nhân được ép tim hỗ trợ liên tục trong quá trình thực hiện ECMO để duy trì huyết áp tới máu các cơ quan, đặc biệt là tới máu não. Sau 45 phút can thiệp, máy ECMO đã được kết nối với bệnh nhân. Thông số sinh tồn của bệnh nhân nhờ hệ thống ECMO mang lại cải thiện rõ và đủ để duy trì huyết áp, tưới máu cho các tạng. Ngoài ra, bệnh nhân còn được thực hiện lọc máu liên tục để điều trị tình trạng suy đa tạng. Sau khi can thiệp ngày thứ bảy, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện dần, huyết áp ổn định, nhịp tim đều, liều thuốc vận mạch giảm dần, chức năng co bóp cơ tim cải thiện tốt. Sức khỏe bệnh nhân đã dần cải thiện, tình trạng tim mạch ổn định được dừng chạy ECMO thành công. Hiện nay, người bệnh đã tỉnh táo hoàn toàn, sức khỏe đã dần hồi phục, có thể tự ăn uống và trao đổi cùng với nhân viên y tế và người thân. Đồng thời, được chuyển sang khoa nội tim mạch để tiếp tục theo dõi và điều trị. Được biết, bệnh nhân còn con nhỏ. Có thời điểm, gia đình tưởng như tuyệt vọng khi bác sĩ cho hay tình trạng bệnh nhân tiến triển quá nặng, ngừng tuần hoàn. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Thiện Phước, trưởng khoa hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Viêm cơ tim là tình trạng cơ tim bị viêm, nguyên nhân gây bệnh hay gặp nhất là do virus, ngoài ra cũng có thể liên quan đến bệnh lý tự miễn và bệnh hệ thống. Biểu hiện lâm sàng của viêm cơ tim cũng rất đa dạng, từ bệnh nhân không có triệu chứng, triệu chứng nhẹ tự phục hồi mà không cần điều trị, cho đến bệnh nhân diễn biến nặng, suy tim nặng và tiến triển sốc tim. Biến chứng đe dọa tính mạng của viêm cơ tim là sốc tim và rối loạn nhịp. Những bệnh nhân này không đáp ứng hoặc đáp ứng kém với các thuốc trợ tim nguy cơ tử vong của bệnh nhân là rất cao nếu không được hỗ trợ các biện pháp hỗ trợ tuần hoàn cơ học ở bệnh nhân này được tiến hành can thiệp ecmo khi ngừng tuần hoàn